Hi, mình là Irene đến từ Coi 68 TV. Gần đây thì có khá nhiều anh em chia sẻ với Irene là các kèo Europe giờ thì khá là lỏ và những kèo được kỳ vọng nhiều thì lại là những kèo xịt, hoặc thậm chí là kể cả có trúng Europe đi chăng nữa thì cũng không được bao nhiêu, hoặc tệ hơn nữa là bị lỗ. Nhiều anh em trong giới Europe Hunter thì giờ chỉ tìm các kèo nước mưa với chi phí ít, không tốn quá nhiều công sức và dễ dàng thực hiện. Vì vậy trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ tổng hợp cho anh em 6 kèo Europe với mức chi phí 0 đồng nhưng vẫn có tiềm năng cao để anh em có thể farm ngay chờ ngày thu hoạch em nhé. Có một số các kèo trong này thì sẽ khá là đơn giản, dễ thực hiện với người mới. Chỉ cần anh em có các mạng xã hội như là Telegram, Discord, X và có các ví web 3 là đã có thể thực hiện rồi. Ngoài ra thì cũng có một số kèo phức tạp hơn, yêu cầu anh em sẽ cần phải có một số những kinh nghiệm thực hiện các cái task on-chain. Tuy nhiên là theo mình thì anh em vẫn nên cố gắng thực hiện theo để có thể thành thục qua cái thao tác này hơn anh em nhé. Irene sẽ cố gắng quay màn hình lại một cách chi tiết và cụ thể để anh em có thể theo dõi và thực hiện theo. Tất cả các cái đường link á, thì Irene sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận. Anh em có thể bấm vào phía bên dưới để có thể tham gia ngay các cái kèo Europe này. Và như thường lệ, Irene mong là nếu như anh em thích video này thì có thể để lại một like, share cũng như là subscribe Coi 68 TV. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay nhé. Kèo thứ nhất mà Irene muốn nhắc trong video ngày hôm nay đó chính là một kèo có tên là Moonbix. Kèo này chắc hẳn là đã quá FOMO trong thời gian vừa rồi đúng không anh em? Moonbix thì là một game đào vàng ở trên Telegram được phát triển bởi sàn giao dịch Binance. Trò chơi này thì được tích hợp dưới hình thức là Telegram Mini App với gameplay tương tự như game đào vàng cổ điển ở trong Web 2. Đơn giản, ở trong game này thì anh em sẽ tham gia khai thác vàng ở trong một thời gian cố định. Hiện tại theo thông tin được tiết lộ thì Moonbix thì được phát triển bởi các thành viên của sàn giao dịch Binance. Ngoài ra thì thông tin cụ thể của từng thành viên và việc gọi vốn của dự án thì chưa được công bố một cách chính thức. Tuy nhiên thì kênh Telegram chính của Binance thì đã xác nhận đây là game chính chủ, cho nên là anh em yên tâm đào anh em nhé. Về hướng dẫn của game này thì bước 1, anh em hãy truy cập vào đường link sau đây. Irene sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả, anh em có thể bấm vào để ủng hộ Irene cũng như là team Coi 68 TV nhé. Rồi bước thứ 2 là anh em vào mục nhiệm vụ hay là task để làm một số các cái nhiệm vụ mạng xã hội. Hiện tại thì đang có một số những cái nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là chia sẻ các chiến dịch Moonbix trên tính năng Story của Telegram. Thứ hai là đăng ký kênh Telegram của Binance Announcement. Thứ ba là đăng ký kênh Telegram của MoonX. Và thứ tư là kết nối Moonbix với sàn giao dịch Binance. Bước tiếp theo là anh em vào mục chơi game để có thể chơi tựa game này. Mỗi lượt chơi thì sẽ kéo dài 45 giây và anh em sẽ có tối đa là 6 lượt chơi cho mỗi ngày. Số lượt chơi thì sẽ được làm mới sau một thời gian là khoảng 10 phút trên một lần. Anh em lưu ý là nên canh cái vị trí móc câu để đào được nhiều đồng tiền có màu vàng và hộp quà bí ẩn nhất có thể. Và anh em nên né những cái đồng tiền có màu đen, tương tự như game đào vàng truyền thống mà chúng ta đã từng chơi. Bước thứ tư là ở trên thanh công cụ, anh em chọn vào mục bạn bè hay là friends để mời bạn bè tham gia. Với hoạt động này thì anh em sẽ nhận được một phần thưởng kép, cụ thể là phần thưởng trực tiếp là nhận 1.000 điểm trên một lời mời thành công, và phần thưởng gián tiếp là anh em có thể tích lũy được thêm 10% trên tổng số điểm mà bạn bè anh em kiếm được, tối đa lên đến 50.000 điểm. Ngoài ra thì sẽ có một mục check in để anh em hàng ngày có thể vào điểm danh để nhận thêm phần thưởng. Anh em nếu mà có thời gian thì có thể mở app thường xuyên để có thể kiếm thêm nhiều điểm thưởng từ tựa game này anh em nhé. Dự án thứ hai mà Irene muốn nhắc tới trong video ngày hôm nay đó chính là Bloom. Bloom thì là dự án game click to earn ở trên Telegram, nơi mà anh em có thể kiếm được điểm Bloom Point thông qua mini game này, điểm danh, mời bạn bè hoặc là hoàn thành những cái nhiệm vụ ở trong app. Mini app ở trên Telegram thì là sản phẩm khởi đầu với kế hoạch là để phát triển thành một cái sàn DEX all-in-one ở trong tương lai. Hiện tại thì dự án đang dự kiến ra mắt token và airdrop vào khoảng tháng 4 năm 2024, thế nhưng thì chưa có bất kỳ công bố chính thức nào sau đó. Bloom thì hiện tại đang có 22 triệu người đăng ký ở trên Telegram, xếp thứ 3 sau Hamster Combat và TapSwap. Để có thể tham gia kiếm điểm thưởng của Bloom và tối ưu các cái bước để nhận điểm thưởng thì anh em có thể làm theo một số những cái bước sau đây. Bước 1 là anh em truy cập vào đường link Irene sẽ để bên dưới cho anh em. Thứ hai là khi vào game thì anh em sẽ chỉ cần nhấn vào phía dưới màn hình để có thể bắt đầu tự động đào Bloom. Bước 3 thì anh em nhớ đăng nhập hàng ngày để có thể nhận thêm vé chơi các cái mini game cũng như là nhận thêm điểm Bloom Point. Bước 4 là anh em tham gia vào drop game để có thể kiếm thêm điểm Bloom Point. Anh em sẽ cần phải mời thêm người tham gia khác để có thể nhận được những cái vé chơi mini game này. Bước 5 là anh em hoàn thành các cái nhiệm vụ social task ở trong mục task hay là nhiệm vụ để nhận thêm điểm. Hiện tại thì Bloom đang có hơn 50 nhiệm vụ khác nhau để anh em có thể tham gia. Lưu ý là cứ 8 tiếng thì anh em có thể claim một lần để tối ưu cái lượng điểm point của anh em. Ngoài ra thì game này cũng có cơ chế referral, tức là mời thêm bạn bè thông qua đường link
của anh em. Khi mà mời qua các đường link này thì anh em sẽ nhận được thêm 10% điểm từ những người chơi được mời tham gia và 2,5% từ những người mà bạn bè của anh em giới thiệu thêm. Bên cạnh đó thì anh em cũng có thể tham gia tribe hay là squad, tức là tổ đội, để có thể nhận thêm điểm quanh quẩn đâu đó mình nhớ là khoảng từ 5 cho đến 10%. Nếu muốn tham gia thì Irene cũng sẽ để đường link ở phía dưới cho anh em nhé. Kèo tiếp theo mà Irene muốn nhắc trong video ngày hôm nay đó chính là Sonium. Sonium thì là blockchain layer 2 ở trên Ethereum, được xây dựng dựa trên công nghệ OpenStack của Optimism. Về mặt gọi vốn thì hiện tại dự án này vẫn chưa có thông tin chi tiết. Sonium thì được phát triển bởi Sony Block Solution Labs, Sony SBL, thuộc liên doanh giữa Sony là tập đoàn điện tử Nhật Bản và Stable Labs. Với Sonium thì Sony SBL kỳ vọng sẽ đơn giản hóa trải nghiệm Web3 và thu hút user mới thông qua mạng lưới phân phối khổng lồ của mình. Vào ngày 28 tháng 8 thì dự án đã ra mắt Sonium Minato Testnet. Anh em có thể tham gia sớm để có thể có cơ hội nhận được airdrop nếu có của dự án trong tương lai. Để tham gia vào dự án này thì Irene sẽ hướng dẫn cho anh em một số những cái task đơn giản để anh em có thể thực hiện nhé. Bước 1 thì anh em hãy add trên Sonium Minato Testnet. Anh em có thể truy cập vào trên list và tìm kiếm Sonium ở Testnet và sau đó add trên này vào. Bước thứ 2 là anh em hãy forset một chút Ethereum Sepotia tại địa chỉ là forset.quicknote.com. Bước thứ 3 là anh em hãy bridge số lượng ETH vừa rồi mà anh em đã forset sang Minato anh em nhé. Bước thứ 4 là anh em có thể hoàn thành các task ở trên Layer 3. Hiện tại thì kèo này đang chưa có các DApp thì anh em có thể tương tác nhiều hơn. Anh em có thể vào Discord của dự án và tích cực hoạt động để lấy các role OG hoặc là contributor của dự án. Irene cũng sẽ để đường link Discord của dự án ở dưới phần mô tả ở bình luận cho anh em. Hiện tại thì ngoài Testnet thì đang có chương trình là Sonium Spark, chương trình ươm mầm cho các dự án startup, và có tới 30 dự án sẽ được chọn, cho nên là anh em có thể theo dõi thêm. Đối với các anh em làm dev hoặc là những anh em làm builder thì có thể tham gia để test các cái dự án ở trong hệ này. Dự án tiếp theo sẽ là một dự án thuộc mảng Real World Access với chi phí cực kỳ tiết kiệm mà anh em có thể tham gia cày airdrop có tên là Plume. Plume Network thì là một blockchain layer 2 modular đầu tiên dành cho lĩnh vực là Real World Access. Một số điểm nổi bật của dự án Plume là sử dụng công nghệ Data Availability của Celestia và Agent Layer. Thứ hai là được xây dựng dựa trên nền tảng Arbitrum Nitro, sử dụng tiêu chuẩn là ERC-3643. Về mặt gọi vốn thì dự án này đã raise được 10 triệu đô trong khoảng tháng 5 năm 2024 từ một số quỹ như là Horn Ventures, Galaxy hay là SV Angle v.v. Ở dự án này thì Irene đề xuất là anh em hãy vào web của họ thì sẽ có các cái task thực hiện, và task này thì sẽ được cập nhật một cách khá là chi tiết theo từng ngày hoặc từng tuần hoặc từng tháng. Anh em chỉ đơn giản là bấm vào và làm theo cái task đấy thôi, khá là đơn giản. Irene sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận để anh em có thể dễ dàng tham gia. Sau khi mà anh em hoàn thành các cái task rồi thì anh em sẽ nhận điểm thưởng là miles tương ứng, và có thể là đây sẽ là yếu tố để set airdrop của dự án về sau này. Airdrop kế tiếp là Chainbase. Chainbase thì là một blockchain layer 1 tập trung phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu đa chuỗi, tức là Omnichain Data, chuyên về mảng AI. Hiện tại thì dự án này đang gọi được 15 triệu đô vào tháng 7 năm 2024 từ một số quỹ đầu tư như là Tencent Holdings hay là Matrix Partners v.v. Để tham gia vào dự án này thì anh em hãy thực hiện theo các bước. Thứ nhất là anh em hãy lấy forset Ethereum trên mạng Sepolia. Thứ hai là anh em bridge số lượng Ethereum này sang Chainbase tại địa chỉ là testnet.bridge.chainbase.com. Tiếp theo thì anh em hãy truy cập vào genesis.chainbase.com, connect ví của anh em và nhập code giới thiệu. Irene sẽ để code của Irene ở trên màn hình hoặc là ở phía bên dưới phần mô tả anh em nhé. Sau đó trên website sẽ hiện lên các hướng dẫn, anh em cứ bấm vào chữ next, xong sau đó anh em chọn vào mục scan wallet. Tiếp theo thì anh em hãy hoàn thành các cái nhiệm vụ để nhận điểm point, cũng như là thực hiện cái priority task, tức là nhiệm vụ ưu tiên, tương tác với các cái sản phẩm hoặc là theo dõi một số những cái kênh hay là mạng xã hội. Ngoài ra thì anh em cũng có thể thực hiện thêm ở mục My Task, tức là nhiệm vụ của tôi, với các nhiệm vụ như là mời bạn bè này hay là cài đặt tài khoản ở trong trên base. Ngoài ra thì dự án này cũng hoạt động khá là tích cực ở trên Discord, cho nên anh em có thể dành thêm thời gian để check thêm một số những cái thông báo hoặc là những cái nhiệm vụ mới của họ ở trên các cái kênh này nhá. Dự án cuối cùng Irene muốn nhắc tới trong video ngày hôm nay là dự án Story Protocol. Story Protocol thì là một blockchain layer 1 được xây dựng trên bộ công cụ Cosmos SDK, được tương thích với EVM IP.
Intellectual Property, tức là quyền sở hữu trí tuệ, là một quyền hợp pháp để bảo vệ các cái tài sản sáng tạo trí tuệ, bao gồm các cái tác phẩm nghệ thuật này, thiết kế hay là phát minh được sử dụng ở trong thương mại. Hiện tại thì dự án này đã gọi được một số vốn lên đến hơn 140 triệu đô, dẫn đầu bởi hàng loạt các quỹ lớn như là A16Z. Ngoài ra thì còn các VC nổi bật như là Polychain Capital hoặc là Hatch vân vân. Để tham gia kèo này thì anh em hãy theo dõi hướng dẫn chi tiết sau nhé. Đầu tiên thì anh em cần chuẩn bị Discord và tham gia vào Discord của dự án. Sau đó thì anh em hãy xem kênh FAQ cách để lấy Ron OG. Anh sẽ để đường link Discord của dự án ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Sau khi mà anh em đã tham gia vào Discord của dự án rồi thì anh em hãy vào mục Announcement và ấn vào emoji Reverse để lấy Ron là Reverse. Anh em có thể rà chuột vào emoji là sẽ thấy cái chữ này nha anh em nhé. Rồi, với role là Programmable ở OG role thì đây sẽ là một role khá là quan trọng. Nếu như anh em lấy được role này thì sẽ nâng cao khả năng anh em trúng airdrop hơn. Ở role này thì anh em sẽ cần phải hoạt động một cách tích cực mỗi ngày ở trong cộng đồng của họ và trả lời những cái thắc mắc ở trong cộng đồng để có thể nhận được role này anh em nha. Tiếp theo là anh em sẽ cần phải đăng ký IP. Đầu tiên là anh em sẽ cần phải xin forset ở trên mạng Sepolia. Anh sẽ để đường link nếu như mà anh em nào đã có forset Ethereum ở trên Sepolia rồi thì có thể bỏ qua bước này. Tiếp theo là anh em sẽ cần phải forset IP. Anh sẽ để 3 đường link có thể forset IP ở phía bên dưới phần mô tả. Ở đường link thứ nhất thì anh em sẽ cần phải có điểm Gitcoin là 25. Nếu như anh em nào chưa có điểm Gitcoin 25 á, thì anh sẽ để cách có được điểm Gitcoin 25 ở phía bên dưới phần bình luận. Sẽ có một cái video hướng dẫn chi tiết anh em có thể làm theo nha. Cái điểm này thì khá là quan trọng để anh em có thể tránh được việc là bị các cái dự án đưa vào danh sách blacklist hay là cheating. Cho nên là cũng khá là quan trọng, anh em có thể tham khảo nhé. Rồi còn ở đường link thứ 3 thì anh em sẽ cần phải hold ở trong ví tối thiểu là 0.001 Ethereum ở trên mạng ở Ethereum Mainnet. Tiếp theo thì anh em hãy truy cập vào play.store.foundation, chọn login hoặc là sign up để có thể connect ví. Sau đó thì anh em hãy dùng email của anh em để có thể đăng ký ở một cái tài khoản ở trên dự án. Sau đó thì anh em chọn vào mục Register IP có màu tím á, và anh em hãy tải ảnh và chọn Mint with Register. Tiếp theo thì anh em hãy test một số những cái DApp của hệ sinh thái này. Để có thể test các cái DApp này á, thì anh em hãy dùng ở Storyly App Testnet. Đầu tiên thì anh em hãy supply borrow ở trên Unleash Protocol. Ở bước này thì anh em hãy truy cập vào địa chỉ là app.unleashprotocol.xyz. Sau đó anh em connect ví này, chọn token để supply, rồi sang mục borrow để có thể vay một số những cái token nhất định. Anh em có thể vào mục forset để có thể xin thêm các cái token khác nữa nha. Ngoài ra thì anh em có thể supply các cái token khác thay vì dùng token IP, bởi vì hiện tại theo Irene thấy thì token IP khá là khó để có thể forset. Mỗi 24 giờ thì anh em mới forset được một IP, cho nên là cái số lượng token IP này anh em cũng nên giữ lại để có thể sử dụng sau này hoặc là có thể đem đi stake. Ngoài ra thì anh em có thể swap này hoặc là add liquidity ở trên PiperX bằng cách là anh em truy cập vào app.piperx.xyz, sau đó connect ví này để swap cái token, rồi chuyển sang cái mục pools để có thể add liquidity pools. Ngoài ra thì anh em cũng có thể thực hiện mint hoặc là mua bán NFT ở trên Color. Truy cập vào đường link là color.com/launchpad, sau đấy anh em cũng connect ví và ấn vào nút là mint NFT. Tiếp tục thì anh em chọn vào mục collection để có thể mua, hoặc là vào biểu tượng profile ở trên góc bên phải màn hình để có thể bán NFT của anh em. Tiếp theo thì anh em có thể trải nghiệm Blockbook. Đây thì là một cái nền tảng chia sẻ nội dung giúp các cái nhà sáng tạo có thể tiếp cận với người đọc và nhận được những cái phần thưởng từ phía dự án là Story Protocol. Anh em có thể trải nghiệm bằng cách là truy cập vào blockbook.app, sau đấy login. Anh em có thể log in bằng Google và chọn Let's Get Started. Sau đó thì anh em lựa chọn chủ đề ở mục là Discover Sparks và chọn Submit Your Content để có thể đăng tải nội dung của anh em. Ngoài ra thì anh em có thể test thêm cái DEX của dự án là Story Hunt DEX. Ở đây thì DEX này có thể giúp cho anh em có thể trao đổi NFT này hay là token IP hoặc là các cái token khác. Anh em cũng có thể thực hiện cái thao tác như bên trên mình đã hướng dẫn. Ngoài ra thì anh em có thể stake token IP. Ở đây thì anh khuyên là anh em hãy giữ một lượng IP nhất định rồi hãy stake, bởi vì hiện tại thì mình thấy là số lượng IP đang khá là khan hiếm. Ngoài ra thì đây cũng có thể là một tiêu chí để dự án chấm điểm airdrop của anh em sau này nữa.
Stake IP thì anh em có thể truy cập vào đường link là stake.story.foundation. Sau đấy anh em connect ví, chọn validator, sau đấy anh em đơn giản là stake cái số lượng token IP mà anh em có thôi. Và cuối cùng thì anh em có thể trải nghiệm Malaysia Network. Đây thì sẽ là bộ công cụ sáng tạo all-in-one cho phép tạo rất là nhiều nội dung ở trên Story Protocol. Hiện tại thì dự án này thì mới mở cho đối tác độc quyền thôi. Anh em có thể đợi khi mà dự án mở công khai để có thể trải nghiệm. Anh cũng sẽ để đường link của cái DApp này ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nha. Ok, vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ cho anh em 6 kèo airdrop với cái cách tham gia rất là đơn giản, dễ dàng cũng như là một chi phí cực kỳ tiết kiệm, thậm chí là có thể là không đồng để anh em có thể tham gia farm và đợi gặt hái trong tương lai. Với những anh em đã tham gia những cái kèo này rồi thì có thể comment ở phía bên dưới để Irene được biết nha. Nếu như trong video Irene có đưa ra một số thông tin bị sai sót, có một số vấn đề nào đó hoặc là những cái nhiệm vụ đã hết hạn rồi thì những anh em đã tham gia có thể comment ở phía bên dưới để bổ sung giúp Irene nha. Có 68 chúng mình cũng có một channel và một group để có thể hướng dẫn và hỗ trợ những anh em tham gia airdrop trong những cái kèo sắp tới hoặc là những cái kèo tiềm năng trong tương lai. Anh em cũng có thể tham gia, mình sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Như thường lệ thì nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe qua 68TV. Mình là Irene và cảm ơn anh em đã xem hết video này. Hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!